Thưa quý vị, những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh hai con lạc đà đang ăn cỏ ven đường tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc của tỉnh Cao Bằng. Và những hình ảnh này đã gây xôn xao dư luận. Và liên quan đến vấn đề này, ông Đàm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Xuân Trường cho biết là số lạc đà này được đồn biên phòng Xuân Trường phát hiện hồi tháng 2 năm 2023, chứ không phải là mới. Và chính quyền đã thông báo rộng rãi tới người dân để chủ nhân của chúng tới nhận, nhưng mà đến nay thì vẫn chưa có ai đến nhận. Báo Điện tử Nông nghiệp đưa tin. Cụ thể, hiện hai con lạc đà này đang được cán bộ đồn biên phòng Xuân Trường tạm thời chăm sóc. Hàng ngày chúng được thả ra môi trường tự nhiên để ăn cỏ. Lạc đà là động vật lớn, loài này thường sống trên sa mạc, các vùng khô cằn thiếu nước. Theo người dân địa phương thì hai cá thể lạc đà này có thể là do các đối tượng buôn lậu bỏ lại trên địa bàn xã cũng như là khu vực lân cận không có người nuôi lạc đà. Trước đó thì đầu tháng 11 năm 2023, người dân trên địa bàn xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng phát hiện 3 con chuột túi nên đã thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp vây bắt. 2 ngày sau thì lực lượng chức năng bắt thêm được 1 con chuột túi nữa. 4 con chuột túi là của các đối tượng buôn lậu trên đường vận chuyển qua biên giới, khi bị kiểm lâm phát hiện thì đã bỏ trốn và bỏ lại. Thưa quý vị, là trong thời gian gần đây, vườn chanh leo hay còn gọi là chanh dây của ông Nguyễn Hữu Công, 64 tuổi tại xã Song Phụng, huyện Long Phú của tỉnh Sóc Trăng, đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn nông nghiệp và mạng xã hội bởi những clip mật bí về loài chanh leo rất độc và lạ này. Vâng, và với suy nghĩ táo bạo ghép mắt chanh leo trên gốc cây nhãn lồng, ông Công đã tạo ra một giống có 102. Sau khi thu hoạch quả chanh leo vàng óng, vị ngọt thanh thoang thoảng mùi thơm của nhãn lồng, hiện thì ông đã mạnh dạn nhân rộng ra gần 200 gốc chanh leo thương phẩm. Báo Điện tử Vietnamnet đưa tin. Cụ thể, báo nêu với hơn 5.000 gốc chanh leo ngọt, ông Công bán ra thị trường 2,5 đến 3 tấn mỗi đợt thu hoạch cách nhau 2 tháng với giá dao động từ 80 đến 120.000 đồng 1 kg. Ngoài bán chanh quả, ông còn cắt ghép khoảng 6.000 cây giống giá dao động từ 80 đến 100.000 đồng một cây. Theo ông Công, thời gian gần đây, mặc dù chưa đến đợt thu hoạch nhưng khách đã đặt mua gần hết. Ngoài các đại lý tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, ông livestream bán hàng qua mạng xã hội. Với diện tích hiện có, mỗi năm gia đình thu lãi gần 2 tỷ đồng. Ông mong là sắp tới nhà nước sẽ hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp để đưa quả chanh leo ngọt xuất ngoại. Thưa quý vị, là thời điểm này tại các đồi cam ở huyện Vũ Quang của tỉnh Hà Tĩnh, người nông dân đang tất bật thu hoạch quả sau thời gian dài chăm bón. Theo nhiều người trồng cam thì mặc dù sản lượng thấp nhưng năm nay cam lại được giá, thương lái tới thu mua ngay tại vườn nên nông dân rất phấn khởi. Ngoài ra thì theo đánh giá của ngành chuyên môn, năm nay chất lượng sản phẩm được nâng cao vì người trồng đã chú trọng hơn đến kỹ thuật, mở rộng diện tích theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cam đạt tiêu chuẩn 3 quả trên 1 kg, cùng với đó là nhiều hộ trồng cam theo hướng hữu cơ, không chỉ là sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, vừa giảm được chi phí đầu tư còn cho quả đẹp, ngon và sạch nên được nhiều khách hàng đặt mua. Vâng, và một nông dân trồng cam ở trên địa bàn thì có chia sẻ với báo Điện tử Tiền Phong rằng là gia đình anh trồng hơn 1.000 gốc cam ở trên diện tích 2,3 hectare đất đồi, và hiện tại thì cam được thương lái thu mua từ 30 cho tới 60.000 đồng 1 kg. Năm nay thời tiết thất thường, dù sản lượng không cao nhưng mà ước tính năm nay gia đình anh thu về 600 triệu đồng. Cụ thể, năm nay do thời tiết mưa lớn kéo dài nên gây rụng quả, sản lượng không đạt như các năm trước nhưng giá thành cao nên nhiều hộ gia đình thu về hàng trăm triệu đồng. Được biết, huyện Vũ Quang là thủ phủ trồng cam của tỉnh, đây cũng là cây trồng chủ lực của huyện. Hiện thì hoàn toàn huyện có gần 2.300 hectare cam, trong đó có gần 1.700 hectare đang cho thu hoạch. Cây cam được trồng nhiều ở các xã Quang Thọ, Thọ Điền, Hương Minh. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vũ Quang, năm nay huyện có hơn 500 hectare diện tích cho thu hoạch kém do trái thoái hóa, sâu bệnh không đảm bảo chất lượng quả. Ước tính cuối vụ trên 20.000 tấn cam, dù sản lượng thấp hơn so với năm 2022, nhưng bù lại giá thành cao nên người dân cũng an tâm sản xuất. Thưa quý vị, là những ngày này nông dân ở thủ phủ hoa ở xã Lưu Vĩnh Sơn ở Thạch Hà, Hà Tĩnh đang tích cực chăm sóc trong đèn điện xuyên đêm để hoa nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Vâng, từng có thâm niên 20 năm trồng hoa Tết, ông Đào Viết Đồng, thôn Xuân Sơn cho biết việc trong đèn xuyên đêm để giúp cho cây hoa liên tục nhận được năng lượng từ ánh sáng để quang hợp, dáng hoa cao, thân hoa cứng, bông nở to và có giá thành cao hơn. Báo Điện tử VTC News đưa tin. Cụ thể, xã Lưu Vĩnh Sơn là thủ phủ trồng hoa Hà Tĩnh với 50 hộ dân xuống giống, diện tích hơn 4 ha nhà lưới. Thời điểm này, người dân sẵn sàng bỏ ra chi phí thắp đèn, mỗi đêm khoảng 50 đến 70.000 đồng.
để cây không ngủ kịp nở vào đúng Tết Nguyên đán. Được biết hoa cúc vàng được nhiều người mua ưa chuộng, tuy dễ trồng nhưng mà nếu không dùng đèn điện thì ngọn cây không vươn cao và hoa cũng sẽ nở sớm hơn. Để phục vụ thị trường hoa Tết năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Xuân ở thôn Xuân Sơn đã trồng 25.000 gốc hoa các loại như cúc, hồng, ly. Việc răng bóng điện thắp sáng giúp cây hoa phát triển tốt, ít sâu bệnh, bông cũng to hơn. Khi hoa đến thời kỳ làm búp thì mới ngưng bóng đèn để cây nở đúng dịp Tết. Chuyển sang một thông tin khác ạ, thưa quý vị, là Suối Giàng là một xã vùng cao thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, nằm trên độ cao gần 1.400, được ví như là Sapa, Tam Đảo hay là Đà Lạt, bởi khí hậu ở đây thì trong lành, mát mẻ quanh năm. Đến với Suối Giàng thì chúng ta sẽ có cơ hội được ngắm nhìn, thưởng thức thứ chè đặc sản mang tên là chè San Tuyết, từ những cây chè cổ thụ lên tới hàng trăm năm tuổi. Theo thống kê thì diện tích chè San Tuyết ở Suối Giàng là 393 ha, trong đó thì chè cổ thụ là trên 300 năm tuổi là 293 ha, còn 100 ha là do người dân nơi đây trồng mới. Trong đó thì có cây chè San Tuyết khoảng 500 tuổi là cây cổ thụ và đẹp nhất vùng, có người trả hơn 6 tỷ đồng nhưng mà chủ nhân không giao dịch mua bán, thông tin đăng tải trên báo điện tử Tiền Phong. Người dân huyện Văn Chấn cho biết là cây chè San Tuyết số 003 khoảng 500 tuổi, được đánh giá là đẹp nhất vùng, thuộc sở hữu của ông Nguyễn Quang Hoàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cây có tán rộng, mọc đều, có người trả hơn 6 tỷ đồng nhưng mà chủ nhân không giao dịch mua bán. Được biết sản phẩm từ cây chè cổ thụ này có giá khoảng 2,5 triệu đồng 1 kg với bạch trà, thấp nhất là loại trà mạn thông thường là 350.000 đồng 1 kg. Ông Sổng A Báo, người chăm sóc đặc biệt cho cây chè San Tuyết này, chia sẻ việc chăm sóc cây không quá phức tạp vất vả, vì không dùng hóa chất, cũng không dùng phân bón gì, chủ yếu là kiểm tra mối, còn lại là cây sinh trưởng tự nhiên. Với khí hậu nơi đây, một năm chè San Tuyết được thu hoạch 3 vụ, chè càng già, càng quý, càng nhiều tuyết trắng, thì tính dược liệu càng mạnh. Bởi vậy, khi mà thu hoạch cần nhẹ nhàng ngắt từng búp nõn để không làm mất đi lớp tuyết phủ bên ngoài. Sau khi thu hoạch, búp chè tươi sẽ được phân loại để chế biến thành nhiều loại trà gồm bạch trà, hồng trà, lục trà. Trong đó bạch trà là loại quý hiếm nhất, được chế biến từ tôm chè, một búp non duy nhất có màu trắng tuyết, số lượng vô cùng khiêm tốn. Ở vùng Trung Du Quảng Nam như là Quế Sơn, Hiệp Đức, những cánh rừng đại ngàn đã cung cấp cho người dân nơi đây một nguồn rau rừng phong phú về thể loại và được phát triển theo từng mùa, từng tiết với hương vị độc đáo và rất sạch. Những loại rau đặc sản phải kể đến như là rau tàu bay, rau dớn, thiên liên kiện, lành ngạch hay là lá lốt, rau sưng, lá châm non, giọt rừng, ngà voi, đọt bứa, đọt sung, măng rừng, phải kể đến vô cùng nhiều ạ. Vâng, tôi cũng đã được đến nơi đây, cũng đã được trải nghiệm cuộc sống ở nơi đây. Và người dân ở vùng cao thì thường hái rau rừng về rửa sạch, sau đó là luộc lên, chấm mắm cá hay là ăn với cơm rất là thơm ngon. Và thông tin này cũng được đăng tải trên báo điện tử Dân Việt. Theo kinh nghiệm thì rau rừng mọc quanh năm nhưng nhiều nhất vào khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch. Từ tháng 7 hàng năm trời mưa xuống tưới mát cho các triển đồi núi. Cây cối mọc xanh tươi, rau rừng cũng tươi tốt, nhất là các loại rau dớn. Rau dớn không có ở đồng bằng, chỉ có ở vùng núi, nơi bờ suối, bờ khe, dưới tán lá rừng thấp có độ ẩm cao. Rau dớn ăn ngon nhất là sau mùa lụt đến cuối mùa xuân. Hiện nay thì theo xu thế ăn rau siêu sạch, rau dớn được chế biến, nấu với hải sản trở thành món đặc sản của các nhà hàng phục vụ cho khách du lịch. Người dân nơi đây chia sẻ, ăn rau rừng chẳng được nếm hương vị tinh sạch của loại rau mọc hoang dại ở rừng, mà có dịp đưa các vị thuốc vào cơ thể của mình qua những lá rau rừng hoang dại.